Tối ngày 19 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết theo ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2, số ca COVID-19 mới tại thành phố là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 2, đồng thời số ca nhập viện cũng có khuynh hướng gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, số bệnh nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong vẫn đang ở mức thấp. Trong đó, ngày 19 tháng 2 ghi nhận 2 ca nhưng là bệnh nhân từ tỉnh thành khác chuyển đến thành phố điều trị. HCDC cho biết thêm hiện tượng số ca mắc mới tăng ở tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã được dự báo trước khi thành phố khôi phục các hoạt động lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội. Bên cạnh đó, thành phố cũng phát hiện những ca bệnh mang biến chủng Omicron trong cộng đồng. Trước đó, ngày 18 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản số 502/UBND về việc đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố và công văn số 485/UBND về việc triển khai chiến dịch bảo vệ người nguy cơ năm 2022. Đây là hai nội dung cần tập trung trong kiểm soát dịch COVID-19 hiện nay. Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC phối hợp với các trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng, trường học bằng cách hướng dẫn các cơ sở giáo dục vệ sinh khử khuẩn các lớp học, điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 để phát hiện sớm F0, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19. Đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên nhóm ca bệnh để giải trình tự gen, xét nghiệm cho toàn bộ F1, theo dõi sức khỏe theo quy định. Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan nêu trên thông báo đến các trường có học sinh ở tại một tu viện trên địa bàn quận Gò Vấp. Đây là một ổ dịch mới phát hiện, theo học để được điều tra dịch tễ, xét nghiệm các trường hợp F1. Ngoài ra, Sở Y tế đã tổ chức họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các quận, huyện có số ca mắc mới tăng cao để đề nghị các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó quan trọng nhất là tiêm chủng và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học, tăng cường giám sát không để dịch lây lan. Tổ chức tập huấn phát hiện sớm và xử trí ban đầu đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 phát hiện tại trường học cho nhân viên phụ trách y tế, giáo viên của các trường học.